nào tiền hết là có, hết là có, không phải lo lắng về tiền. Này ông bà già suốt ngày đó hả, con cái thì đó là thứ vài nữa là gây cãi loạn xì dầu là mỗi đứa mỗi nơi không. Rồi bây giờ như vậy là không có hai cái này kích hoạt. Có cái ba lầu dưới này luôn, còn cái dốc đi xuống. Ba căn ở đến nhà mình. Nhưng mà chiếu thẳng ra nhà mình. Nhưng mà nhà mình như nhà mình ở đông hay đông bắc. Không có trong đó thì anh có cái tin. Rồi. Chứ còn cứ nói như là cứ tìm nhà ngã ba mà mua thẳng tầm tống. Đó chứ mấy giờ họ vì không họ không biết không gì mà không lấy không gì. Cho nên là họ vừa nói là bây giờ tất cả các nhà mà ngã ba mà đứng thẳng mua lò sẽ bán rẻ. Thì đúng không? Phải tin đi, tin. Thì về lắc đầu là bán rẻ. Nhìn vô lòng này. Đúng không? Đối với phần 7 thì có phải nó là được vườn sân được hướng không? Đúng không? Đặt vườn sân thì đúng không? Đặt được vườn sân, nhìn thấy cũng được xét là vườn hướng đấy đó. Đúng không? Nhìn khoai số 1 thì bây giờ kích hoạt được 186 thì cũng được xem là vườn hướng đấy đó. Được chưa? Như vậy đặt ở đây thì tốt không? Đúng. Đúng không? Nhưng mà đặt trên sông tiên thì cũng chưa hẳn là quả tổng, quả nó nhanh đâu. Nó vẫn được tốt nhưng không phải là tốt nhất. Rồi. Rồi, bây giờ tiếp tục trong vấn 7 thì có phải ở đây số 8 kích hoạt tốt không? Quay phần 7 nhá. Đúng rồi. Đúng không? Cho nên là nó vẫn được ăn. Đúng không? Tiếp tục qua vấn 8. Qua vấn 8 thì tính ban vẫn thay đổi và vẫn như vậy. Đúng không? Thì mới qua vấn 8 biết là thấy con tốt nữa không? Đó, qua vấn 8 biết là thấy không tốt nữa. Bởi vì vấn 8 thì đấy cũng còn là vườn sơn nữa. Được chưa? Mà đây là tập 7 nữa rồi. Rồi, tiếp tục. Qua phần 8 này, mọi người sẽ thấy này. 7 có phải là tập lửa không? Hỏa đúng không? Đúng không? Bếp đặt tại hỏa, nhìn vào có phải nhìn vào thủy không? Đúng không? Cho nên là người trong nhà gì nóng tính khó tính. Chứ hẳn là nóng nhưng mà khó tính. Được chưa? Và thủy về hỏa xung đột nhau. Đấy à, có xung đột nhau thì họ dễ bị bệnh về hỏa hoặc là bị bệnh về thủy. Đấy à, dễ bị bệnh về hỏa và bị bệnh về thủy. Đó, đến phần 8. Ta xét cái bể nước, cái này rất là quan trọng về nước. Đúng không? Thấy bể nước ở đây. Như vậy chúng ta có thấy rằng bể nước đặt trên 9 năm không? Như vậy là số 5. Đúng không? Số 5 được mà có bể nước đồng tổ hay xấu? Rất là xấu luôn. Đúng không? Đồng con số 5 này là cực kỳ xấu. À. Nói chung là năm ở đâu cũng xấu, nhưng mà năm đây là năm tiền luôn. À. Mà nắm nào cũng quý về ấy là quý về để mình tập cho. Rồi, bây giờ mình sẽ thấy rằng là con đây là con số số 5. Mà mọi người luôn luôn nhớ là số 5 là hình khổ. Đúng không? Nó sẽ dễ liên quan đến gì? Hình khổ và ung thư. Đúng không? Rồi, có thấy số 5 là một con can không? Có phải cung can bị đồng không? Đúng chưa? Cung can bị đồng đúng chưa? Đấy là bệnh dễ bệnh về hỏa về thủy. Đúng không? Ở đây là sao thổ. Sao thổ là bệnh về thổ hoặc là bệnh ung thư. Đúng là cung can. Kết quả là người chồng ung thư. À nhớ nhầm ung thư băng quang hay sao? Đó, có phải bệnh ung thư về thủy không? Để cách đây cũng hơi lâu rồi. Nhiều người đang biết bởi vì người ta cứ nghĩ rằng là bệnh tật là giống như người bệnh tật là tại thôi, còn tiền là người ta sẽ thấy được mắt, có tiền là người ta sẽ thấy được mắt,
có mình đi tự nhiên tới là tới không có nói là cái số nó tới đó là đẹp hoặc là bây giờ như lỡ tuổi đâu nhưng mà mình là do mình tuổi ví dụ như vậy đấy. Còn cái quan trọng nhất là người ta phải sống khỏe có tiền qua à. Không phải là khỏi nhau nhưng mà đúng người ta tiền là tiền biết thấy cứ thấy ai trẻ hay già như vậy cứ vô bệnh viện nằm một tháng chờ ra là cảm thấy tiền vô nghĩa liền thầy ơi. À, ấy ơi, cho nên là cũng can nha, không có được biến. Từ khi mình muốn trăm mới. Giờ cho không đi làm thì không can hết. Không có sao vậy? Can, không có bất cứ gì để. Vậy mà nhà ông Cai đang sửa nhà từ hướng Tây Nam qua thì cái cửa phòng con gái qua Tây Bắc và tôi chẳng biết nhưng mà ông coi cho năng hôm nay có chuyện này Tây Bắc Thái Ba là chị Hà Thái Tuế mà ông đang ở đó ông quậy tại Blank nên ông có chừng. Rồi ok, như vậy xong hả? Rồi bây giờ đến phòng ngủ đúng không? Sơ qua về phòng ngủ. Đây có phải là bây giờ cái phòng ngủ phía sau này đúng không? Phòng ngủ phía sau này có phải lấy chỉ số 8 không? Đúng không? Phòng nghỉ phía sau này là lấy chỉ số 8. Cái riêng cái phòng ngủ được này là lấy chỉ số 2. Đúng không? Nguyên cái phòng ngủ phía sau được cái tính bàn vào đây. Đúng không? Thì có phải lấy chỉ số 8 không? Cái phòng ngủ này tính bàn vào đây thì có phải là cửa đang lấy chỉ số 2 không? Đúng không? Cho nên là những cái người đang ngủ ở cái phía sau này, phòng sau này sẽ tốt hơn phòng trước này. Và kết quả là gì? Ba mẹ ngủ ở đường này mới bị bệnh dạ dày xong. À, dạ dày hay có huyết áp gì nữa thì không nhớ ở bên tự nhiên quên mất. Rồi có thêm đứa con trai nhỏ và đứa con trai nhỏ ngủ cùng với mẹ lớn tuổi rồi chưa có vợ nhưng mà hơi hơn nữa sòng nào. Con vợ trong cái gì đó thì em ngủ ở đây, ngủ trong phòng được này. Không phải mời, không phải mời ra em phải coi đâu. Tự nhiên nhờ luận nhà thôi. Chứ có tìm sự gì nhờ luận nhà bị quen. Rồi theo ngày xưa là bếp ở đây là phòng vợ là một cái trước bếp hay là một cái bếp? Không có trên trên lâu mà. Trên lâu á. Bếp nằm trên. Đừng có nằm đen cái bếp thôi. Làm được toàn bộ cái bộ này là đẹp ở trên là không có đẹp cái bếp đâu nè. Cái giường ngủ của chẳng. Ôi vậy thầy là tất cả những cái gì mà ở hướng Tây Bắc là cũng như muốn sửa cửa rồi là không lên hết hả? Mà cũng đừng có đến đụng đến nó, đừng có làm cái đồng nọ, đồng cúng đỏ hay là cái dơ dậy cũng đỏ. Đây con đi mình cũng đó. Cái này có này, ba để cô lép ở hướng Tây Bắc con xong phim. À để. Cái này là cái ba này. Để chưa? Không? Đây lâu rồi, tầm 7 tới giờ. Dạ tầm 7 tới giờ á. Ồ. Sự nghiệp đi xuống. Vậy á, sự nghiệp đi xuống luôn nè. Nghiệp luôn, giờ 6 giờ. Đó không có gì. Nó bất ngờ chứ không phải đùa đâu. Kể cả quả dịch chúng ta mình nhìn có quả dịch mình thấy có những chuyện đó không có liên quan gì đến nhau nhưng mà quả dịch nó bảo với mình là họ chỉnh nên tự nhiên sự việc nó em đẹp là mình cảm thấy nó bất ngờ chứ không phải đùa đâu.
nhưng mà không biết là làm sao. À, không biết tại sao mà nói chung mình nhờ mình kêu người ta tỉnh, người ta phản hồi lại, người ta giới thiệu ra. À, hay hết rồi, hết rồi, không lấy. Đó, ví dụ như mới ngày hôm qua thôi, có người hỏi qua một người bạn của em, thì người bạn của em thì lại không có biết dịch tôi chút xíu, không giáo, không đủ lời luận, thì thành ra là nhờ em giải quyết. Đơn giản thôi, là được có 3 tuổi, đúng không? Tự nhiên là thời gian gần đây là đêm là cứ khóc đêm, 1-2 giờ sáng là dậy khóc, cứ khóc nhè vậy đó, và không biết lý do tại sao. Ở đâu dễ quẹt ra, đơn giản là thấy phù màu đồng, đúng không? Phù màu là nhớ là thiên, đồng phù màu, mã sửu, lấn chú tước. Theo mọi người, là cái gì? Cũng cần quẻ gì nhờ quẻ đó mới lắm. Nhớ là đại hồ trong khóa báo là gì? Tì tùy hả? Hỏa thiên đại hồ và hỏa địch khuê. Nhớ là đồng khóa báo. Đó. Hỏi lý do vì sao được không nói? Cái cờ đỏ đó. Nhìn hào đồng xong thẳng người ta là xong. Đơn giản thôi, phù màu đồng đúng như được nha, mà sửa cái gì đó. Đó, hỏi ngay được nha có phải mới sửa sáng gì không? Không thì chụp được nha cho em xem. Kết quả được nha mới sửa cái cổng. Tức là hai cái nhà giáp nhau đúng không? Thì bên nhà hàng xóm là nuôi mấy con chó, nó hay chạy qua nhà mình nó gì nó đại dơ dãy. Đúng không? Ở đâu là làm sửa cái cổng lại để cho mấy con chó nó phải chạy qua. Tự nhiên một con bị. Không dung dịch. Đổ lúc mà biết được. Đúng không? Mà tường chân như hai sự việc mà chả liên quan gì đến nhau. Mà cuối cùng nó là liên quan đến tự nhiên sửa cái cổng mà lại có bị thấy vô lý không? Mà không có dịch thì làm sao mà biết được như ngày nay? Thì còn người khóc thôi. Đó. Đừng nói con đâu được con trai luôn. Không phải con đâu ấy con cái gì nhưng mà nhớ con trai. Con có như vậy thì thấy biết. Mày nhưng mà bởi vì sinh ai nè. Cái con đầu. Hao ra nè, quỷ từ tốt. Ừ. Từ nhiều cái gì. Đúng không? Lớn phải can. Cho nên là được con hay là được con trai. Có thể là được con đâu luôn. Lúc đó thầy không hỏi con đâu. Nhưng mà thầy hỏi có phải con trai không? Nhưng mà nó đúng là con trai. Thì nói thầy cho anh cái ngàn cho mẹ đi học lại để nhìn nó nhìn vô hình mà nó nói cùng con đầu nhiều. Không, em không nhìn vô hình được đâu. Hình là phù màu mà. Được đó mà. Được con nó như có từ tốt. Lớp này từ tôn ra lông nó tỉ này, nó dương này, nó không phải can này, nó can nó dương này, nó được con trai này. Lúc đó mày muốn nói là mày muốn nói ấy. Rồi bình tĩnh. Mày được rồi, mày nói hiểu rồi, ok. Con cái phù màu này là nha này, được nha bị đống. Đúng không? Đúng chú tưởng là được nha bị đống cái quá thì được nha mới sửa chữa gì không? Đồng để nói không? Thế bây giờ là được nha cái cổng mới sửa, thì bây giờ hai phương án, một là sửa lại cái cổng cho nó đúng. Hai là chạy ra nó cũng. Đúng không? Lập một cái bàn thờ cái sức đơn giản thôi cũng là tụi con không biết là do sửa chữa cái cổng này có vi phạm gì thì mong bỏ qua. Đó. Thế thôi. Thế sức đơn giản. Cái này ông không biết là thành gà, như ví dụ của cái bà đó. Dạ. Cứ mình nói gà chứ mình mới nói đại à. Nhà có sửa gì không? Có trồng mới cây gì không? Dưới một cây nè. Nhà có sửa gì không? Có trồng mới gì không? Đó, cho nên là bình thường nếu như mà nói là sửa cái cổng mà anh Dương thì mình cười ra mà nói thì ai mà tin được. Nó nói là mình nói gì chứ mà không bao giờ.